Các bạn ạ, các bạn có biết lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau đứng nhìn chằm chằm vào ánh trăng hay là không? Để mình bật mí cho các bạn biết nha. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng đó các bạn ơi. Và lý do vì sao đó hả mà mình lại đứng nhìn chằm chằm vào ánh trăng lúc 3 giờ sáng á, đó chính là bởi vì mình đang muốn coi thử xem đó nha, là liệu trong ngôi làng của mình vào lúc 3 giờ sáng sẽ có hiện tượng kỳ lạ, kỳ dị, quỷ dị nào hay là không. Chứ mình thật sự đó nha, rất là mệt mỏi rồi. Dạo gần đây ngôi làng của mình đó hả, đêm nào cũng thấy hiện tượng kỳ lạ và kinh dị hết á. Cho nên mình rất là mệt mỏi luôn. Và bây giờ mình đang muốn thức giấc đó nha, muốn thức trắng đêm luôn, coi thử xem là liệu ngày hôm nay trong ngôi làng của mình sẽ có hiện tượng quỷ ma nào hay là không. Ủa? Holy crap! Các bạn ơi, ngôi làng của mình ngày hôm nay không có hiện tượng quỷ ma, mà có hiện tượng người ma các bạn ạ. À, tại sao bây giờ đang là 3 giờ sáng rồi mà ông già làng và các dân làng không chịu đi ngủ đi, mà họ lại cùng nhau đứng tụ họp ngay cảng biển trong ngôi làng của mình vậy? Làm sao ta? Mình thật sự không hiểu luôn á. Được rồi, để bây giờ hả mình mau chóng xuống dưới nhà, chạy ra đó và hỏi thử xem đó nha, là các ông dân làng ơi, ông già làng ơi, có chuyện gì đó hả đang xảy ra mà không chịu đi ngủ vậy? Được rồi, mau chóng tới chỗ những ông dân làng và già làng tụ họp nào. Và để mình coi thử coi. Và ủa, lâu lắm luôn rồi đó nha, mình mới thấy lại được cái vẻ mặt này của các ông dân làng các bạn ơi. Hình như là các ông dân làng đang bị thiếu ngủ và mệt mỏi hay sao đó, mình không hiểu luôn á. Ông già làng ơi, cái chuyện gì vậy? Tại sao 3 giờ sáng rồi, ông già làng với các dân làng không chịu đi ngủ đi, mà tự nhiên á hả, tất cả mọi người cùng đứng trước cảng biển nó tụ họp vậy? Có chuyện gì hả ông già làng? Dạo này ta không rõ lý do vì sao, nhưng các ông dân làng luôn luôn bảo rằng mỗi khi các ông dân làng ngủ thì đều cảm thấy như có sinh vật nào đó theo dõi mình. Và chuyện này đã liên tục diễn ra trong mấy tuần liền rồi. Holy crap! Vậy là các bạn ơi, mỗi khi đó nha, các ông dân làng này đi ngủ á, thì các ông ấy cảm giác rằng, cảm thấy rằng là có một sinh vật nào đó kỳ lạ đang theo dõi các ông dân làng các bạn ơi. Lần này đó nha, không phải chỉ mỗi một mình cảm giác được các bạn ạ, mà ngay cả các ông dân làng cũng cảm giác được luôn. Và đó chính là lý do vì sao mà các ông dân làng này đã mất ngủ các bạn ơi. Nên hôm nay các dân làng đứng ở đây để cùng nhau thức giấc, để tránh khỏi việc bị theo dõi mỗi đêm. Các ông dân làng đã chịu hết nổi rồi. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp thiệt sự luôn á nha. Các bạn coi nè, mặt ông dân làng nào dân làng nấy các bạn ạ, cũng hả quần thâm đen quá trời luôn nè, kiểu như là thức đêm lâu lắm rồi đó các bạn ơi. Tội nghiệp và khổ thiệt sự luôn á. Thôi được rồi, vậy thì ông già làng và các ông dân làng á hả, cứ đứng đây đi nha, hãy cùng nhau thức giấc đi. Bây giờ con đi ngủ đây, chứ con chịu hết nổi rồi, con buồn ngủ quá. Rồi các bạn ơi, mình đã hiểu lý do vì sao rồi á. Tuy nhiên đó nha, mình thấy cái việc mà hả, các ông dân làng bị sinh vật đó theo dõi đó nha, nghe nó hơi ghê ghê rồi đó. Mình hả cũng rất là muốn coi thử xem đó nha, là con sinh vật đó như thế nào. Cho nên là bây giờ hả, mình sẽ coi thử đó nha, là liệu khi mình đi ngủ, con sinh vật ác quỷ đó có xuất hiện hay là không. Được rồi các bạn, bây giờ hãy cùng mình nào, chúng ta đi ngủ các bạn ơi. Trời đất ơi, các bạn ơi, hình như là khi mình đang ngủ các bạn, có một con quái vật nó xuất hiện, nó theo dõi mình lúc mình ngủ hay sao đó, các bạn có thấy không? Trời đất ơi, vậy thì bây giờ đúng chính xác nha, có khi mình quay đầu lại đó nha, là mình thấy nguyên con quái vật luôn đó, cái gì ghê vậy hả trời ơi? Để mình thử nhìn thử coi. Ủa? Wait a minute, cái gì vậy? Sao mình đâu có... Ủa? Các bạn à, rõ ràng hồi nãy đó nha, lúc mà mình đang ngủ á, các bạn cũng thấy đúng không? Nguyên một cái con quái vật hay con gì đó xuất hiện ở đây và nhìn mình nè các bạn. Sao tự nhiên bây giờ nó biến mất rồi, làm sao ta? Mình thật sự không hiểu luôn á. Cái gì vậy hả trời? Ủa? Hay có khi nào, các bạn ơi, hay có khi nào đó nha, là do hồi nãy đó hả, mình nghe câu chuyện từ ông già làng rồi các dân làng này nọ đó, cho nên là mình bị sợ hãi quá, mình hoa mắt không ta, bị quán gà không ta? Thôi được rồi các bạn, mình nghĩ rằng đó nha, chắc là bây giờ đó hả, mình sẽ đi ngủ tiếp các bạn ơi. Chắc là nãy giờ mình bị hoa mắt thôi. Gì vậy trời? Sao tự nhiên bây giờ nó xuất hiện gần như vậy? Thật sự các bạn ơi, mình không dám quay ra sau lưng để mình nhìn luôn á, ghê quá đi ạ. Ghê quá vậy trời ơi, cái gì kinh khủng quá vậy? Để mình quay đầu nhìn thử. Và ủa? Các bạn ơi, không hề thấy con quái vật nó nữa luôn, làm sao trời? Các bạn thấy không, rõ ràng đó nha, mỗi lần mình ngủ được một xíu á, thì tự nhiên nó xuất hiện.
Lần đầu tiên á hả, là mình nghĩ rằng mình quán gà á nha. Mình thấy á, là con quái vật đó các bạn ơi, nó xuất hiện đứng ở đây hay sao đây nè. Tầm chỗ này nè. Còn lần thứ hai khi mình ngủ đó nha, nó lại xuất hiện ở đây các bạn ơi. Vậy làm sao trời ơi, kiểu như này hả, thì mình làm sao mình dám ngủ bây giờ. Các bạn ơi, cứu mình với. Chắc hôm nay hả, thức nguyên đêm luôn các bạn ơi, sợ quá đi à. Hay da, vậy là cuối cùng trời cũng đã sáng rồi. Thật sự là mệt mỏi và buồn ngủ quá đi mất. Hay các bạn ạ, sau khi mình nhìn thấy liên tiếp sự xuất hiện hai lần của thực thể đó, của sinh vật đó, thì các bạn ơi, mình đã không dám ngủ luôn á. Và mình tức một lèo tới sáng luôn các bạn. Bây giờ mình mệt mỏi thiệt sự luôn à. Trời đất ơi, tôi buồn ngủ muốn chết luôn đây nè. Khổ quá đi à. Ây à, để coi thử xem coi. Ông già làng và các dân làng vẫn đứng ở đó các bạn ơi. Tất cả mọi người cũng đang cố gắng thức đêm đó các bạn. Thôi được rồi, bây giờ để mình xuống á, mình nghĩ hả là ngày hôm nay mình sẽ phải chuẩn bị gia nhập hội rồi các bạn ơi. Chứ nếu không đó nha là hả, mình sẽ không tài nào đủ sức khỏe để vượt qua được cái vấn nạn này các bạn ạ. Cái con thực thể, con sinh vật đó báo hại mình quá luôn á. Nó hù mình là mình sợ thiệt sự luôn các bạn ơi. Khổ ghê đi mà. Ông già làng ơi, ông già làng ơi. Tới lượt con rồi ông già làng ơi, ông già làng ơi là ông già làng ơi. Này KSD, có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, con khóc than như vậy là ông biết rồi. Hả? Tới lượt con rồi. Hôm qua con nằm con ngủ á nha, thì thực thể đó, sinh vật đó xuất hiện liên tục hai lần luôn và ngày càng gần tới con. Con nghĩ rằng đó nha, nếu như đó hả, thực thể đó chạm được tới con á, là con chết chắc luôn đó. Chà, nếu như vậy thì ta nghĩ đã tới lượt ngươi bị ám như các dân làng này rồi. Thôi, bây giờ ngươi cũng hãy ở đây cùng với chúng ta mỗi đêm. Chúng ta sẽ cùng nhau thức tới sáng để tránh bị ám ảnh vậy. Trời đất ơi, chắc chắn là như vậy rồi. Chứ thiệt sự đó nha, còn khổ lắm luôn rồi đó. Các bạn ơi, mình mệt mỏi lắm rồi. Thôi được rồi, đêm nay đó nha, mình sẽ cùng chung hội chung thuyền với các ông dân làng. Bây giờ mau chóng về nhà lấy đồ rồi các bạn. Mau chóng dọn thêm đồ đạc để mà có thể gọi là hả thức đêm về đêm nay các bạn ơi. Thực sự mệt mỏi quá đi à. Ủa, ông dân làng này sao không đứng trước nhà mình vậy? Sao ông không chịu đứng ngay chỗ các ông già làng rồi dân làng đồ nè? Ủa, ông dân làng ơi, sao ông không chịu ra ngoài đó ông đứng bên ông dân làng? Chào cậu KSD, tôi cũng là một trong những nạn nhân mới như cậu đấy. À các bạn à, ông dân làng này cũng là nạn nhân mới các bạn ơi, cho nên nó hả là ông ấy không ra ngoài ở đứng. Thì được rồi ông dân làng ơi, tôi nghĩ rằng đó nha, nếu như hả ông là nạn nhân mới như tôi á, bây giờ phải mau chóng đi về nhà thu dọn thêm đồ đạc đi, rồi hả đêm nay ra kia đứng thức đêm cả đám luôn chứ sao bây giờ hả ông dân làng. Cứ như thế này riết thì toàn bộ dân làng sẽ chết mất. Đúng rồi, chết thiệt luôn á, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nè, khổ quá đi à. Ông có kế nào không? Cậu có muốn cùng tôi thử bắt con quái vật thực thể đó không? Trời ơi, muốn chứ. Tôi hả rất là muốn luôn đó nha. Bởi vì nếu như mà con quái vật thực thể đó mà còn sống, mà còn làm hại giấc ngủ của dân làng đó nha, thì toàn bộ dân làng này đều sẽ chết vì bị kiệt sức và mệt mỏi luôn đó. Đêm nay tôi sẽ ngủ trong căn nhà được gác bởi những chú chó, và cậu hãy núp chờ đợi khi sinh vật ác quỷ đó tới. Chỉ cần nó xuất hiện thì hãy ra tay tiêu diệt nó liền. Và cậu nên nhớ phải thành công nhé, vì nếu thất bại cả tôi sẽ chết đấy. Ôi ôi, vậy là có kế hoạch rồi các bạn ơi. Đêm nay đó nha, ông dân làng này sẽ đi ngủ, và sau đó đó hả, mình sẽ canh khi con quái vật đó xuất hiện một cái đó nha, là mình sẽ tiêu diệt nó liền các bạn. Ông dân làng ơi, kế hay đó nha. Được rồi, bây giờ hả ông hãy cùng tôi đi, chúng ta cùng nhau về nhà và chờ đợi tới tối để chuẩn bị cho công cuộc bắt ma bắt quỷ nào. Các bạn ơi, let's go, mình thấy hơi bị hay rồi đó. Hay da, lấp ló ngoài cửa sổ đó nha, thì bây giờ mình thấy á là trời tối rồi các bạn. Và bây giờ hả, mình và ông dân làng này sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch để có thể bắt cóc. À không các bạn ơi, không phải bắt cóc các bạn, mà là tiêu diệt và giết luôn con sinh vật thực thể đang ám ảnh hả dân làng của mình, ám ảnh ngôi làng của mình mỗi ngày trong mỗi đêm các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ nằm đây và ngủ, cậu hãy ở dưới nhà canh gác. Nếu cậu nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì thì hãy mau chóng lên cứu tôi nhé.
Ok ông dân làng ơi, bây giờ hả, ông phải giả bộ đi ngủ đi. Bây giờ nha, mình xuống đây các bạn. Đúng rồi đó, bây giờ mình sẽ đứng ở đây nha các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ coi thử xem đó nha, là liệu có bất cứ tiếng động hay thứ gì hay không, hay là mình nhìn thấy cái gì hay không các bạn ơi. Là mình sẽ chạy lên lầu các bạn, và mình sẽ tiêu diệt cái hả, cái thực thể đang ám ảnh những nhân làng của mình các bạn ơi. Bây giờ đây là cách cuối cùng rồi, let's go. Phi vụ này phải thành công thôi, chứ nếu như mà không thành công cả ngôi làng của mình sẽ bị giết hại chết mất luôn á. Đâu đâu, bây giờ để mình yên lặng nói đi nhẹ nói khẽ bạn ơi, coi xem ông dân làng ngủ chưa. Ồ các bạn à, có vẻ như đó nha, là ông dân làng đã ngủ rồi nè. Đúng rồi đó, ông ấy đã bắt đầu nằm ngủ trên cái giường rồi các bạn ơi. Tuy nhiên đó nha, mình thấy đó hả, là cái tướng ông dân làng này nằm ngủ hơi bị xấu nha các bạn. Ông nằm sao mà cái cẳng của ông hả lòi ra ngoài luôn kìa, khổ ghê luôn đó. Thôi kệ đi, tướng ngủ của người ta không nên bình phẩm các bạn ạ. À. Rồi, bây giờ bắt đầu xuống dưới nhà tiếp các bạn ơi. Và bây giờ hả, mình nghĩ rằng đó nha, là mình sẽ thử đi vòng 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 vòng, mình sẽ thử gọi là hả đi điều tra ngôi nhà một xíu để coi thử xem là liệu có gì đó kinh khủng xảy ra hay là không nha các bạn. Và ở đây thì mình không hề thấy bất cứ thứ gì kinh dị cả, mình cũng chưa hề thấy bất cứ dấu hiệu nào luôn. Và ủa, cái gì vậy? Sao tự nhiên mình nghe thấy tiếng? Các bạn ơi, mình nghe thấy tiếng như tiếng quỷ hay sao đó. Ơi ơi, ông dân làng, ông dân làng, ông dân làng, ông dân làng ơi ơi, lẹ lên, cứu cứu nhà làng các bạn ơi, lên lẹ, có khi đấy nha, con quái vật xuất hiện rồi các bạn ơi. Và trời ơi, có kia có kia các bạn ơi, con quái vật đó xuất hiện thật sự các bạn, đang đứng kế bên ông dân làng kìa. Tiêu diệt nó, tiêu diệt nó. Trời ơi, cầm điều đá mới ghê chứ, điều đá xuống lại bây giờ trời. Ôi, mạnh lắm các bạn ơi, bị mù quáng rồi, KSD đã bị giết bởi quỷ theo dõi. Ôi trời đất ơi, mau chóng quay lại các bạn ơi, phải mau chóng quay lại cứu ông dân làng chứ, nó khỏi làng chết ngắt luôn á. Ông dân làng nó coi chừng ngủ say quá cái chết luôn thì chết chết mình luôn á các bạn ơi. Giờ sao bây giờ, mình phải làm sao bây giờ? Cứu ông dân làng lẹ lên các bạn ạ. Cứu dân làng lẹ lên, nhanh lên 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 lẹ lẹ lên lại 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 tiêu diệt con quỷ đó các bạn ơi. Hay quá, dân làng còn sống, mày quá mày quá, chết đi con quỷ ngủ kia, chết đi chết đi chết đi chết đi chết ơi. Mình lại bị giết bởi quỷ theo dõi đó rồi. No, nhanh chóng quay lại cứu ông dân làng coi chứ, nếu không dân làng chết ngắt luôn á. Trời ơi, nhanh lên nhanh lên, mình không biết ấy hả, là khi ông dân làng chết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đó các bạn ơi. Mình thất bại rồi, trời đất ơi, cầm cái rìu đá đi chi vậy trời, cầm rìu đá mà đòi đi quýnh lộn lại quái vật mới ghê chứ, khổ thiệt sự luôn à. Rồi, thôi kệ, nhanh chóng lên lại nào, coi xem sao. Và ủa các bạn ơi, ông dân làng của mình nó mất tiêu rồi, ông ấy hình như là ông ấy bị ăn thịt rồi đó các bạn ơi. Và tất cả tại con quái vật này, bởi vì đấy nha, nó biết rằng hả là mình đã thấy được sự hiện diện của nó cho nên nó không biến mất và nó muốn tiêu diệt mình. Con quái vật này đã ăn thịt ông dân làng rồi các bạn ơi, nó nuốt chửng ông dân làng rồi, hãy chết đi, trả bạn dân làng, chơi bạn dân làng đi. Trời ơi, cái đầu của người ghê quá vậy. Rồi xuống lại, xuống lại, xuống lại, rồi rồi ok, đau đau đau, trời ơi, nó dí mình tận nơi luôn các bạn ơi, mình đã bị dí mũi theo dõi rồi, giờ sao bây giờ? Ôi ơi, holy crap luôn á, không tưởng mình phải quay lại đó và mình sẽ phải trả thù trong dân làng của mình chắc chắn nhất định phải tiêu diệt được nó các bạn ơi, chứ nếu không là mình sẽ hả tự dằn mặt bản thân mình luôn á, tất cả là tại mình mà các bạn. Ông dân làng đã tin tưởng mình nha, nhưng mình đã không thành công. Ôi, nó xuất hiện các bạn ơi, nó dây nó chờ mình luôn các bạn. Rồi chết đi, ơi bạn nói vậy, nó dí mình các bạn ơi, nó dí mình kìa, nó dí mình, nó dí mình, nó dí mình đó. Ôi bạn nói vậy, nó đâu rồi, nó ra đây rồi các bạn ơi, mình đã bị chết rồi, mình đã bị giết rồi mà bây giờ mình không hồi sinh nữa các bạn ơi. Và có vẻ như đó nha, là con vật đó đã biến mất mãi mãi rồi các bạn ơi, nó thành công tiêu diệt mình rồi. No. Và các bạn ạ, à, đó chính là toàn bộ câu chuyện về con quái vật, về thực thể sinh vật luôn luôn theo dõi mỗi khi chúng ta ngủ. Và như các bạn cũng đã thấy, mỗi khi chúng ta ngủ thì sinh vật thực thể đó sẽ ngày càng tiến gần chúng ta hơn. Và nếu như nó bắt kịp chúng ta thì chúng ta sẽ bị mất đi mạng sống và sẽ không bao giờ hồi sinh được ở trong Minecraft. Vậy nên các bạn ạ, à, lần sau khi các bạn ngủ ở trong Minecraft thì hãy nhớ kiểm tra căn nhà của các bạn thật là cẩn thận và hãy luôn kiểm tra giữa giấc ngủ của các bạn mỗi lúc mọi nơi nhé. Nếu không thì chuyện kinh khủng sẽ xảy ra đấy. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì...
hẹn gặp lại. Can you hear me?